Cảm ơn các bạn thưa lại. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái chủ đề là 6 ứng dụng mở rộng giúp các bạn tăng hiệu quả trong khi lướt web, áp dụng cho máy computer và laptop mà thôi. Ứng dụng thứ nhất của chúng ta là Adblock for YouTube. Adblock là chặn những cái quảng cáo ở trên YouTube. Khi mà bạn qua YouTube thì bạn không có thể bỏ qua cái chương trình này được. Và mình sẽ cho các bạn thấy như thế nào. Vào đây mình ở cái trang Google và mình có thể bấm vào cái chữ Apps ở bên trái này. Và sau khi đó mình sẽ bấm vào Web Store. Và mình sẽ bấm vào đây. Và mình đã cài cái chương trình này vào đây rồi. Và mình không cần cài nữa. Các bạn chưa thì các bạn bấm vào App to Chrome. Và cái chuyện gì xảy ra khi mà bạn vào cái trang web YouTube chẳng hạn, thì các bạn luôn luôn thấy cái quảng cáo nó nằm ở trên à, hoặc là xem một cái chương trình gì đó mình phải bấm bỏ qua quảng cáo hoặc là skip app. Vì vậy mình sẽ cài cái chương trình này vào và thử nó. Mình bấm refresh cho cái trang này nó chạy lại. Và như các bạn thấy, bạn sẽ không thấy cái quảng cáo nữa, hay là những cái chương trình mà các bạn đang coi nó sẽ không hiện ra cái chuyện bỏ qua quảng cáo nữa. Và cái chương trình ứng dụng thứ hai, ứng dụng thứ hai là cái chương trình này á, cho các bạn nó an ninh những cái website mà bạn có thể bị rò rỉ thông tin. Và mình cũng làm tương tự như cái ở trên Google Chrome đó, vào cái app và tìm nó và thêm vào thôi. Rồi, cái thứ ba là cái Adblock Plus. Adblock Plus này á, là nó chặn tất cả cái quảng cáo trong những cái trang web mà bạn đọc hoặc là đến đó, nên nó chặn hết. Ví dụ mình có cái website này, nó rất là nhiều quảng cáo đó, các bạn thấy ở trên này, ở giữa này. Và sau khi mình bật cái chương trình này Adblock Plus này vào á, là nó sẽ chặn tất cả những cái quảng cáo trên cái web này à, chặn hết, rất là tiện ích. Và cái thứ ba là chương trình URL Shortener. Cái này là nó làm rút gọn lại cái địa chỉ trang web mà các bạn muốn chia sẻ với ai đó. Mình dùng cái chương trình này vào thì nó sẽ rút ngắn lại cái địa chỉ. Ví dụ mình có cái trang này ha, mình là nó dài quá đi, mình không có thể đánh ra Google đó, thì các bạn bấm vào cái này, chia sẻ cái địa chỉ mới này, hoặc là nó có cái code các bạn chụp vào và cái phone nó tự scan cái code đó. Rồi, cái chương trình app tiếp theo là Print Friendly. Cái này là một trong những cái mà mình thường xuyên sử dụng nhất. Cái này cho phép các bạn chuyển những cái bài đọc, những bài văn, những bài báo sang cái dạng PDF, hoặc là các bạn có thể in ra, rất là tiện nghi. Và mình sẽ demonstrate cho các bạn thấy. Ví dụ các bạn muốn lưu một cái trang này vào theo cái dạng PDF để mà đọc, các bạn bấm vào cái biểu tượng của cái chương trình đó. Và cái điều hay ở đây là bạn có thể chọn những cái phần nào không thích để mà bỏ nó đi đó, thì các bạn thấy thùng rác thì các bạn bấm vào đó, hoặc là chuyển qua PDF lưu vào trên máy thì các bạn có thể bấm download và nó sẽ lưu lại. Và bạn cũng có thể chọn chữ trong khi đọc luôn đó, rất là tiện. Và cái app cuối cùng mà mình muốn giới thiệu là gì, là Momentum. Momentum này là một cái chương trình làm cái hình nền cho cái tab mới khi mà bạn bật trong web video. Rồi nó thêm vào đây, rồi nó sẽ hỏi tên của các bạn là gì, và nó
nó sẽ hỏi các bạn cái goal của các bạn là cái gì, mục đích của các bạn ngày hôm nay các bạn sẽ làm gì, hoặc là có việc gì để làm không, hoặc to do list nè, có cái to do list các bạn thêm vào, ví dụ sửa xe ví dụ vậy, hoặc là mua xe ví dụ vậy, các bạn bấm vào thôi. Và mỗi lần bạn bật cái new tab á thì nó ra một cái nền và rất là tiện. Rồi đó là cái phần kết thúc cái bài ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã đón xem, hẹn gặp lại các bạn lần sau.